Chào mừng anh em quay trở lại với Xem Gì Hôm Nay. Trứng là loại thực phẩm quá quen thuộc trong các bữa cơm gia đình. Trứng rán, trứng luộc, trứng ốp la, rất nhiều món ngon có thể chế biến từ trứng. Thế nhưng, tôi đoán anh em chỉ giỏi ăn thôi chứ không quan tâm nhiều đến những thông tin khác đúng không? Rất nhiều thông tin bất ngờ về trứng sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời! 1. Tất cả trứng đều không chứa hormone. Khi anh em đi mua trứng trong siêu thị hay bách hóa mà nhìn thấy khay trứng có dán nhãn, không chứa hormone thì đừng vội nghĩ là bắt được vàng, vì trứng nào mà chẳng thế. Đây là một thông tin khá vô nghĩa vì tất cả các quả trứng đều không chứa hormone. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã cấm sử dụng hormone trong tất cả chăn nuôi gia cầm vào những năm 1950, vì vậy không bao giờ trứng gà có chứa nội tiết tố. Điều này chẳng khác nào hãng nước khoáng quảng cáo nước của chúng tôi không chứa cồn. Nếu muốn có điểm nhấn cho trứng của mình, chủ vựa trứng có thể dán nhãn không kháng sinh thì có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn, vì một số gà phải dùng kháng sinh. 2. Lòng đỏ và lòng trắng có cùng lượng protein. Chắc là nhiều anh em chưa biết điều này đúng không? Rất nhiều người cho rằng lòng đỏ nhiều chất hơn lòng trắng, nhưng hóa ra là giống nhau. Cả lòng trắng và lòng đỏ trứng đều chứa 3g protein. Lòng trắng trứng gà gần như hoàn toàn không chứa chất béo, lượng calo rất thấp nhưng lại giàu protein và các khoáng chất quan trọng như niacin, kali, riboflavin và magie cần thiết cũng như là có lợi cho cơ thể. Vì không chứa các chất béo nên lòng trắng trứng rất được ưa dùng với những người muốn giảm cân, người bệnh tim mạch. Còn trong lòng đỏ trứng gà có chứa nhiều vitamin B, vitamin A, canxi, sắt, phốt pho, folate, lutein và nhiều chất dinh dưỡng khác. Trong lòng đỏ trứng gà, nếu xét về tỷ lệ thì lượng protein cao hơn lòng trắng 17,5% so với 11% của lòng trắng. Nhưng do lòng trắng trứng lại nhiều hơn lòng đỏ trong một quả trứng, vì vậy mà có thể xem như tỷ lệ protein trong cả hai phần là gần bằng nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là ở lượng calo. Trong khi một lòng đỏ trứng chứa 3g protein với 60 calo, thì một lòng trắng trứng cung cấp cho bạn 3g protein chỉ với 15 calo. Đó là lý do trong khẩu phần ăn kiêng thường khuyến khích chỉ ăn lòng trắng trứng thay vì ăn lòng đỏ. Tôi thì ăn hết không chừa lại lòng gì. 3. Trứng có nhiều màu. Hẳn là sẽ có nhiều anh em thắc mắc tự hỏi tại sao trứng lại có nhiều màu sắc và liệu những quả trứng màu nâu có tốt hơn trứng màu trắng hay không? Nếu tất cả các quả trứng đều có bên trong giống nhau, vậy tại sao chúng lại có nhiều màu sắc khác nhau? Câu trả lời khá đơn giản, các giống gà khác nhau đẻ ra những quả trứng có màu sắc khác nhau. Thậm chí còn có trứng màu xanh, nhiều ông không biết lại hốt hoảng tưởng trứng biến đổi gen, nhưng thực ra là đột biến gen thật. Theo một nghiên cứu của tạp chí PLOS ONE, hơn 500 năm trước, một loại virus đã lây nhiễm sang một loài gà bản địa Nam Mỹ. Sự xâm nhiễm này dẫn đến một đột biến gen kích hoạt sự tích tụ của một sắc tố được gọi là piliverdin, cuối cùng khiến gà đẻ ra những quả trứng màu xanh lam và xanh lục. 4. Những kỷ lục lạ lùng với trứng. Kỷ lục đầu tiên với trứng phải kể đến cao thủ xếp trứng Mohamed Mabel, 20 tuổi, xếp thành công 3 quả trứng chồng lên nhau theo chiều thẳng đứng. Để được công nhận kỷ lục, theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, anh Mabel đã duy trì được đội hình tháp của 3 quả trứng trong vòng ít nhất 5 giây. Cả 3 quả trứng gà đều phải tươi và vỏ không có vết nứt. Thực ra Mabel cũng không dành nhiều thời gian luyện tập lắm, sương sương 14 năm để lập được kỷ lục này. Cao thủ xếp trứng cũng không ngại ngần cho biết anh đã tìm ra bí quyết riêng là phải xác định được trung tâm khối lượng của mỗi quả trứng và đảm bảo chúng thẳng hàng trong khi xếp chồng lên nhau. Việc xếp những quả trứng cần sự tập trung cao độ cũng như sự kiên nhẫn và luyện tập thường xuyên. Khi xem màn trình diễn này, rất nhiều khán giả vừa hồi hộp vừa thích thú. Rất ít ai nghĩ đến việc xếp những quả trứng chồng lên nhau vì gần như đó là điều không thể. Ấy thế mà Mohamed Mabel lại làm được. Trong lúc bạn bè đồng trang lứa ngủ, đi uống trà sữa, đi xem phim thì chàng trai này đã lập được kỷ lục thế giới. Một kỷ lục thú vị khác về trứng đó chính là quả trứng có nhiều lượt like nhất Instagram. Tổ chức Guinness Thế giới công nhận quả trứng gà là bức ảnh được yêu thích nhất trên Instagram với 55,7 triệu lượt thích và 3,4 triệu lượt bình luận. Bức ảnh rất đơn giản chụp hình quả trứng gà, không hề có điều gì đặc biệt, cũng không phông bạt hoa lá cành xung quanh, lại càng không kèm theo caption bắt trend của Gen Z. Thế nhưng vừa được chia sẻ lên Instagram đã nhận về hơn 30,5 triệu lượt thích chỉ trong vòng 10 ngày. Từ năm 2019 cho đến tận bây giờ, bức ảnh này vẫn giữ vững ngôi vương và chưa thấy có đối thủ.
kỷ lục về trứng nặng nhất thế giới thuộc về quả trứng của một con đà điểu khi nó nặng tới 2,5 kg. Kỷ lục này được xác lập vào năm 2008. Trứng đà điểu là loại trứng lớn nhất trong tự nhiên, nhưng trọng lượng trung bình của chúng cũng chỉ khoảng 1,3 kg mỗi quả. Vậy mà quả trứng này lại nặng gấp đôi. Không hiểu khi ăn thì có ngon gấp đôi trứng bình thường hay không? Vào năm 2011, một cô bé người Mỹ đã giành kỷ lục sở hữu quả trứng gà bé nhất thế giới khi con gà mái nặng hơn 2 kg của cô đẻ ra quả trứng bé bằng đồng xu. Quả trứng có đường kính chỉ khoảng 2 cm và to chính xác bằng một đồng tiền xu. 5. Quả trứng đắt nhất thế giới. Chỉ cần sở hữu một quả trứng này thôi thì anh em có thể yên tâm sống hết phần đời còn lại mà không phải lo nghĩ gì vì cái giá trên trời của nó. Với tên gọi Mirage, quả trứng được ra mắt vào ngày lễ phục sinh năm 2014 sau 3 năm được chế tác bởi những thợ thủ công tài giỏi nhất trên thế giới. Lớp vỏ trứng được chạm trổ từ 1.000 viên kim cương trị giá 1,5 triệu bảng, trong đó có 100 viên được cắt theo phương pháp độc đáo. Khi mở lớp vỏ trứng, chúng ta sẽ thấy một quả địa cầu được chạm khắc tỉ mỉ, hoàn toàn theo phương pháp thủ công từ vàng 18 carat. Bên trong quả địa cầu lại là hình ảnh chú chim bồ câu trắng bằng pha lê tung cánh trên một cành ô liu bằng vàng. Cánh chim bồ câu và cành ô liu là biểu tượng của hòa bình thế giới, vì vậy hình tượng này mang ý nghĩa hết sức sâu sắc. Có người đã sẵn sàng trả trên 5 triệu bảng, tức là hơn 8 triệu đô la Mỹ, để được sở hữu quả trứng này. Với giá trị như vậy, Mirage đắt ngang ngửa một căn nhà cao cấp ở London, Anh và gấp 30 lần một chiếc siêu xe Ferrari 458. 6. Tất cả trứng đều có màu trắng lúc ban đầu. Có thể khi trưởng thành, trứng sẽ có nhiều màu sắc như là xanh, nâu trắng, nhưng khi mới hình thành thì quả nào cũng trắng. 7. Kiểm tra độ tươi của trứng bằng độ nổi. Anh em có thể kiểm tra độ tươi của trứng bằng cách đặt nó vào một cốc nước. Nếu quả trứng nổi lên, chứng tỏ là quả trứng đã già. Trong trường hợp này thì bạn không nên ăn. Nếu vẫn còn ở dưới đáy, trứng thường an toàn để ăn. Vì khi trứng già, vỏ trứng xốp, không khí có thể thâm nhập vào và phát triển túi khí bên trong. Để chắc chắn hơn về độ tươi của trứng, bạn có thể ngửi trứng trước khi ăn. Nếu nó có mùi không mấy dễ chịu thì tất nhiên là phải bỏ rồi. Đáng lẽ video sẽ dừng lại ở đây, nhưng vì quý anh em nên là tôi tặng thêm cho anh em một số thông tin về cách sử dụng trứng. Trừ khi sử dụng hết trứng một cách nhanh chóng thì anh em không nên để trứng ở kệ trứng trên cửa tủ lạnh, vì cánh cửa là nơi được đóng mở rất nhiều, dẫn đến nhiệt độ ở đây không ổn định. Nên đặt trứng vào sâu bên trong tủ lạnh sẽ giữ trứng tươi lâu hơn. Nếu cất trứng sâu phía trong tủ lạnh, hoàn toàn có thể sử dụng trứng đến khoảng 1 tháng sau, ngày quả trứng được ra lò in trên nhãn. Với điều kiện trứng không bị nứt và được cất bên trong tủ lạnh, chúng sẽ không gây ra rủi ro cho an toàn thực phẩm sau 4 đến 6 tuần đó. Nếu trứng đã quá ngày bán từ 4 đến 6 tuần mà không kịp ăn, đừng vứt bỏ, có một cách để kéo dài tuổi thọ của trứng. Đập trứng rồi đổ vào khay đá hay là hộp đựng rồi cất vào ngăn đá, giã đông chúng khi cần nấu, không có vấn đề gì về an toàn thực phẩm với điều đó. Cholesterol trong trứng không thực sự ảnh hưởng đến hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Trong nhiều năm, các bác sĩ nói với bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh tim rằng họ nên tránh các loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao với 211mg cholesterol, tương đương 70% khuyến nghị hàng ngày. Trứng nằm trong danh sách không nên ăn. Nhưng bây giờ, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao như trứng không thực sự ảnh hưởng đến mức cholesterol trong máu nhiều, mà chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và đường đơn giản mới ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong máu. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi đi luộc trứng ăn đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Đừng quên like video và ấn theo dõi để ủng hộ xem gì hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!